Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 4 vừa qua, khi Hà Nội đẩy mạnh chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, huyện Thanh Oai được xem là địa phương thực hiện tốt trong việc tuyên truyền để người dân tự động trả lại phần không gian cho người đi bộ này. Tuy nhiên, sau một thời gian trở lại, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, thậm chí cả lòng đường để phục vụ mục đích kinh doanh buôn bán lại tái diễn. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ trên tuyến quốc lộ 21B. Quốc lộ 21B, đoạn thuộc địa phận thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Hàng quán ngang nhiên bày bán trên vỉa hè. Mặc dù lực lượng thanh tra giao thông huyện xuống kiểm tra, nhưng nhiều chủ hàng vẫn điềm nhiên vi phạm, mở hàng quán lấn chiếm lòng lề đường. Và người đi bộ vẫn phải chấp nhận di chuyển phía dưới lòng đường. Không, vì bây giờ là tranh thủ là chỉ có là tranh thủ lúc buổi chiều thôi. Cô chỉ bán tranh thủ lúc buổi chiều thôi mà, có hơn tiếng hồ thôi. Nhiều, kém quá phải cố kiếm lấy một vài đồng để nuôi các cháu. Cách đó không xa, chợ Thạch Bích cũng trong tình trạng tương tự. Hàng rong, tủ kệ cũng đã giăng kín vỉa hè. Nhiều người mua hàng cũng đỗ xe ngổn ngang dưới lòng đường, tạo ra sự nhếch nhác lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 21B. Nếu để chức năng nhiệm vụ thì phải nói là cái việc này là của thanh tra giao thông, đội thanh tra giao thông của Thanh Oai là phải liên tục bám đường và có sự tuyên truyền, nhắc nhở nhờ từng hộ dân, cũng như là đồn Bình Minh của Thanh Hoa. Thế còn lực lượng cảnh giao thông thì cũng báo cáo các đồng chí là chúng tôi đã tập trung xử lý các cái xe đỗ dừng tại các khu vực này, là xử lý rất nhiều. Thế nhưng mà xử lý cái chỗ này thì cũng chỉ là phần ngọn thôi. Trước đó, tại nơi làm việc của đội thanh tra giao thông huyện Thanh Oai, phóng viên đã phải chờ đợi rất lâu nhưng đơn vị này vẫn từ chối đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Mặc dù hai bên đã thống nhất lịch hẹn làm việc từ trước, còn riêng với xã Bích Hòa, dù đã cố gắng liên hệ làm việc, thậm chí nhắn tin điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được sự hồi âm từ chính quyền địa phương. Thế trước cái tình như vậy, cũng rất mong làm sao bố trí lực lượng của thanh giao thông cũng như đồn Bình Minh để vào cuộc cùng với đội cảnh sát số 10 để phối hợp làm sao có các cái vấn đề từ nay cho đến cuối năm để không xảy ra ùn tắc giao thông và cái gây cản trở, cũng như là cái kế hoạch 01 của 197 của thành phố. Đây là cái đề xuất của đội số 10. Mặc dù hai khu vực trên là những điểm nóng về tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ việc kinh doanh buôn bán, tuy nhiên tại Thanh Oai cũng có những khu vực luôn duy trì tốt việc chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường như khu vực thị trấn Kim Bài. Việc đưa các hộ dân bán vỉa hè làm ăn sinh sống vào chợ mới cuối tháng 4 vừa qua tại Kim Bài cũng là một trong những giải pháp để các xã khác tại Thanh Oai tham khảo nhằm giải quyết tình trạng người dân tái chiếm dụng vỉa hè lòng đường như thế này.